Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua xuất hiện nhiều cơn mưa lớn kéo dài, làm nhiều diện tích lúa đang gieo sạ của người dân ở huyện Cần Đước bị ngập nặng. Lượng nước trên đồng ruộng ngập sâu khoảng 20-30cm, còn nước ở các kênh rạch nội đồng cũng dâng cao hơn so với mực nước trên đồng ruộng. Sau khi nước trên ruộng được bơm cạn, mưa tiếp tục đổ xuống, người dân lại phải bơm tiếp. Tình trạng trên cứ lặp đi lặp lại nhiều lần cùng với giá xăng cao như hiện nay, gây khó khăn cho bà con nông dân. Trong các xã của huyện Cần Đước, xã Tân Lân chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt mưa này. Mấy cái đám ở gần dưới sông á, người ta cũng xả, cho nên là mình thay không tháo được. Thành ra mình phải bơm, mà nay là 3 ngày rồi, bơm là 1 triệu 2 tiền xăng rồi đó. Mình trời mưa phải chịu, trời mưa phải bỏ tiền bơm. Tại vì nước dày sao không tháo, nên thủy lợi giờ ở ngoài sông nó này nhóc rồi đâu có tháo được. Đó, cho nên phải bơm. Để thuận lợi cho việc gieo sạ lúa, địa phương đã có lịch trình sổ xả nước để tránh tình trạng lúa đang gieo sạ bị hư hại cũng như gây tốn kém cho nông dân.